nghiêm. Còn phải cho cỏ không? Nếu phải cho cỏ cũng đứng dậy. Tắt cả tên ta đến tim tim. Tắt cả tên ta đến tim tim. Tim tim tắt cả tên ta đến tim tim. Tắt cả tên ta đến tim tim. Tắt cả tên ta đến tim tim. Đây quá đẹp quá hay, cho cỏ Việt Nam nha bà con. Cho tiền cho lấy tiền. Dạ Tình xin kính chào toàn thể quý vị khán giả thân thương trên kênh YouTube của Tình Vlog. Kính chúc quý ông bà cùng toàn thể quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe bên người thân và gia đình. Dạ thì hôm nay Tình sẽ mang đến cho quý vị khán giả một câu chuyện khá là bức xúc. Một người phụ nữ lại đi ganh đua với một chú chó thưa quý vị. Thật sự để mà nói không hiểu người phụ nữ này đầu óc lại nghĩ gì thưa quý vị. Công ty Chinh Lưu, công ty 4 ở Chinh, Chinh Lưu chuyên ánh về Cần Giuộc. Dạ. Cần Giuộc Long An. Rồi khi mình vô rồi bà chưa có bán vé số thì bà mới có vừa ngầu xuống đó thì con chó nó lại, nó xách cái giỏ lại, nó đứng nó mời bà. Thì bà cầm cái bó mũ á, bà tát ngang liền, con chó ngã qua một bên. Rồi lúc đó chú mới nhào lại ôm chó, chú mới cãi lộn với bà vì cứ thú vật chú là chú nuôi mà chú còn chưa quánh đó. Mà bà đánh con chó gì tôi quá xúc động, con người tôi là tôi quá xúc động mà lúc đó tôi quá run luôn. Thành ra gì như vậy là tôi mới dắt con chó lên bề trên á, rồi tôi mới cầm cái máy, tôi mới trình bày cái chỗ bán chỗ nào, rồi tôi mới xách lại đó, tôi mới nói chuyện với bà thì bà là ấu đả với tôi, bà nói cái lời lẽ của bà như những người của bà là không sống hòa đồng đối với ai hết. Vô duyên đúng không chú? Hả? Ý là bà vô duyên đúng không? À, đúng là bà sống không hòa đồng với ai hết trơn, theo chị đó. Ở đời thì chắc ở nhà mà ở gần bà đó thì cũng không được hòa đồng với người ta. Mà nhưng bà con nhìn thấy đi, con người nào cũng phải để có cái duyên. Người xấu á, thì cũng đẹp lòng, xấu mặt thì cũng đẹp lòng, mà đẹp nết mà không đẹp lòng. Nhưng bà này giờ mặt cũng được mà nhưng cái lòng bà không tốt. Rồi chú nói vậy bà có nói gì nữa không? Thì bà nói, tôi mới nói nếu mà lời nói của chị mà chị đòi đập con chó tôi chết mặn thịt luôn đó. Cộng đồng mạng nó thì cái chị người ta rất phê bình, người ta hiện nay bây giờ gần xa anh em cô bác gần xa đều người ta thương nhất là con thực vật mà để làm thú cưng á, người ta thương dữ lắm. Mà nhưng chị làm như vậy là người ta phải phê bình chị hết. Bà nói ai muốn phê bình làm gì làm, bà không quan tâm, bà rất sổ sàng vậy thì theo chú chẩn đoán. Nhưng cái người đó mình đừng nên nói chuyện nhiều. Người đó mình đừng nên nói chuyện nhiều, bây giờ giận quá mới đứng nói chuyện với người đó thôi, chứ người đó là ngoài xã hội. Thế chứ cho là ngoài xã hội. Mấy bà đó, ai mà cho chó bả về nuôi bả cũng đánh đập y chang vậy. Đó, thành ra là đó, chú mới về, chú mới mua hai con gà trong ngày đó, ngay ngày lễ 30 tháng 4 là ngày hôm qua. Mua hai con gà mấy chú mới để lên cúng ông chuồng bà chuồng. Là vì á, mấy đứa con của bà chuồng với ông chuồng á, dứt khoát xích phát ra đi bán vé số bị gặp tai nạn. Xui quá ông chuồng bà chuồng ơi, bây giờ con cúng hai con gà này con trả lễ cho ông chuồng bà chuồng phù hộ độ cho các bé các con của bà đó là đi bán vé số cho tai qua nạn. Con chiều nay ăn cơm với cái gì nói rõ cho ông nội biết. Gà chiên nước mắm nè, đây nè, đó rõ ràng là gà chiên nước mắm mà con không chịu ăn nè, không thử thôi. Thôi bây giờ con ngồi em đi, em con không ăn thì con đậu trên đầu, đậu cho tử tế, coi chừng nó rớt nha, chịu ăn nha. Trời ơi. Dạ. Thôi cho nó lấy xuống đi chú, đi cho trời nó ngồi được này, đèn á. Dạ. Ủa mà chú, hồi sáng là bé bưởi này là bị đánh đó hả chú? Dạ, bị đánh hồi bữa thứ năm, bữa nay thứ sáu nè, thì bánh đánh bữa thứ tư. Yeah. Bị đánh bữa thứ tư á, nói cho nên bây giờ bé bự á là có thể là không dám ra đường nhiều. Nếu ra đường là nó sợ, ở đây nó không sợ. Yeah. Có thể bé bự này là nếu dưỡng nó lại khoảng 10 bữa sau là yeah, bé bự mới dạng. Mà bé bự này nó có thân thiện với người xung quanh không chú? Không, con bé bự này đi ra bán hoặc đi đâu bất cứ là nó giao thiệp với là với bà con cộng đồng bên ngoài, với bà con là nó hiền nhiều lắm. Nếu nó gặp bà con là nó lại nó lết xác lại nó ngầu.
bà con nào cũng vậy, nếu mà nó cầm giấy số lại gặp bà con nó lết xác vô nó ngầu, bà con nào cũng vậy mà. Nhưng cái người nào mà quánh nó rồi thì nó tạt vô mé, nó không đi nữa, nó gặp người ta nó sợ liền. Bất cứ người nào nó gặp là nó sợ, nó gặp là nó sợ. Là nó đi ngoài đường nó đâu bao giờ nó sủa ai đâu hai chú không ha. Không sủa. Vậy sao bà đánh nó, bà nó kỳ quá ha. Cho nên bà đó, bà đánh như vậy là con bưởi này nếu muốn đi bán nữa đó là nấu trong khoảng 10 bữa sau. Con bưởi nó mới bình phục được, là mình dắt nó dắt đuôi với cái số người cho nó quen lại. Yeah. Bây giờ con bưởi này nó nhát đòn lắm. Yeah. Cho nên bị quánh là nó gặp người là nó không dám lại, lại biết người đó có quánh mình nữa hay không, cho nên nó không dám lại. Yeah. À, khi nào mà nó đi được nữa là tôi mới tiếp tục là đi bán với nó nữa. Sao người ác ôn kỳ quá ha. Người công nhận người. Thấy con chó này con lạ lại, nó đâu có sủa con gì đâu. Đúng, nó rất thân thiện mà. Nó rất thân thiện, đụng rất dễ luôn quý vị nè, bình thường á. Có thể đập nó chơi luôn. Dạ đây chơi đi con. Đó. Đó, kia là ba can đó ha. Bích la béo. Bởi là đây. Mấy chó. Bích la lên đây. Đứng lên luôn, nó tự nó sẽ tự nhảy xuống lên luôn. Có nghĩa là tự nó đứng lên luôn. Còn ai cần phải đỡ. Kiểu đi hai chân tại muốn đứng lên đây luôn. Yeah. Quay mặt lại đây, con quay mặt lại giỏi nghe con nghe. Cha nằm đây, con nằm đây nè. Êm. Nhìn đây. Vậy mà nở lòng nào đánh trời. Hai cha con đó. Nó rất là thân thiện luôn á quý vị. Tại vì tình mới đến đây thôi mà sờ được tất cả các bé hết. Nó rất là thân thiện, rất là dễ thương mà không biết sao đi ra đường lại bị đánh. Đây là Bích Lạ là chó cha. Bà Can là con. Con Bưởi cũng là con, mà con Bưởi với bà Can nó là một cha mà khác mẹ. Dạ. Bưởi này mẹ khác, bà Can mẹ khác. Rồi. Trời ơi, nằm cả thấy thương không quý vị. Bà Can này nó cũng còn, nó còn nhỏ, nó mới có 2 năm tuổi, nó cũng chưa có dạng. Dạ. Mẹ nó thì, cái giống mẹ nó thì nhạt. Trời ơi, quý vị ơi. À, giờ mệt quá, nằm ngủ mắt liêm diêm hết luôn rồi kìa. Dạ chú có muốn đôi lời gì gửi đến cái chị mà hồi sáng mới đánh bé đó không chú? Bé Bưởi á. Dạ chú cũng xin có đôi lời gì nè. Kính chúc bà con gần xa, cho nên mình là một người á, là một người rồi. Mình phải nên dành tình thương cho loài thú là một chút xíu. Bởi vì tuy nó không biết nói chuyện, mà nó biết hiểu được bất cứ loài thú, con gì, con gà, dịch gì, nó cũng phải hiểu con gà. Hỏi sao không hiểu, mình hốt gạo, hốt lúa, mình kêu nó búp búp là nó chạy lên liền, con vịt mình kêu ký kía nó chạy lên liền, con heo á mình kêu cho ăn, kêu ọc ọc nó hiểu nó mới lại. Yeah. Thì cho nên nó nhờ cô bác gần xa để dành tình thương cho các bé chó, mình nó có nuôi con gì mình thương con nấy. Còn đối với cái người chị mà vừa rồi mà quánh con Bưởi tôi đó. Yeah. Là theo người đó mình cũng không nên nói chuyện nhiều, tại dặn quá mới nói chuyện với người đó thôi, chứ người đó không nên nói chuyện nhiều. Người đó là không có nói, xã hội này nó không có cái gì mà để mà quan tâm những người đó, người ta chắc có bệnh hoạn gì đó cho nên người ta mới vậy thôi. Yeah. Mà tại mình dặn quá rồi mình cãi dầu lạ giả với người ta vậy thôi. Yeah. Yeah. Dạ thì hôm nay con có đến thăm gia đình của chú đây á. Yeah. Thì cũng thấy mấy bé rất là dễ thương á. Đó, đây nè, có Bưởi nè, Bích La nè, Ba Can, Nô, Ú đang ăn nè quý vị. Dạ. Ú đó thì, là dạ. Nếu đây Ú đây. Nó liếm đó bà con. Dạ. Thì chú chăm sóc năm bé rất là tốt. Thì chú cũng đi bán vé số đó thưa quý vị. Thì đây là cái căn nhà của chú ở nè quý vị. Dạ. Dạ. Thì hôm nay con đến đây thăm chú thì con cũng gửi chút tấm lòng để cho chú có tiền mua sữa cho tụi nó uống. Dạ con xin gửi chú 500.000, cái này là tiền của con gửi tặng chú. Đây chú đi, đây Bích La lấy tiền đi con. Cậu cho nhảy xuống lấy, lại xuống lấy tiền, lại xuống lấy tiền đi con. Cậu cho tiền sữa đó và tiền ăn của các con đó, giờ lấy làm lên nè, là lấy tiền bên đây đây nè, đây nè tiền nè, đây nè, quay lại Bích La, đây nè con, đây nè con. Con lấy tiền đó, tiền sữa đó con, là lên ghế mạnh lên, lấy lên mạnh lên, mạnh lên. Thôi bây giờ vậy rồi. Con xin kính chúc bà con gần xa có xem cái clip của em, không biết tên gì của anh này. Dạ. Dạ xin coi cái clip của em đây, cũng nhờ sự giúp đỡ của em cho tiền mấy bé. Dạ. 500.000 để tiền cũng như là bù lao bù dưỡng gia đình Bích La để có tiền uống sữa.
là cũng rất cảm ơn em chương trình, và bà con cũng ráng xem những cái chương trình của các em nghe. Chúc các em được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý em. Dạ dạ dạ, chúc chú nhiều sức khỏe ha, chúc gia đình mình thật là nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Thôi xuống đi Bích La, diễn hoài hết tiền rồi, không còn tiền đâu. Đưa cho mẹ đi, xuống xuống xuống. Đem mẹ đi, mẹ nè, 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 mẹ trời ơi, tôi đi luôn vậy trời. Cảm ơn chú em. Cảm ơn chú. Dạ dạ. Con bự nè, nó lên ghế rồi nè. Ủa.